Hello, chào các bạn. Tháng 11 này sẽ có một chương trình vô cùng đặc biệt, đó là chương trình Expo kỷ niệm Amway Việt Nam 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chào đón tất cả các nhà phân phối Amway đến tham dự sự kiện Expo lần này của Amway Việt Nam. Đã đến lúc chúng ta có cơ hội được đón nhận một phần quà vô cùng đặc biệt từ đối tác công ty Amway Việt Nam. Sẽ có rất nhiều những hoạt động vô cùng hoành tráng được đầu tư bài bản, vô cùng thú vị, rất là lớn, cũng như là rất nhiều các cái sản phẩm và rất nhiều các cái chương trình hấp dẫn ở đó. Chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm đa màu sắc với các sản phẩm và dịch vụ của công ty Amway. Thì Expo thì có ý nghĩa gì với những người khởi nghiệp? Thì được nghĩ rằng đấy là gì ạ? Đấy là các anh chị đến đây bán hàng rất dễ, giúp cho bản thân mình, đấy là gì ạ? Đấy là cũng có thể dễ dàng lập nghiệp hơn, đúng không ạ? Là một nhà phân phối của Amway hay là một cái người đam mê kinh doanh hay đơn giản là một người rất là thích sưu tầm gọi là những triết lý sống của những người tỷ phú ở trên thế giới, thì chúng ta nhất định phải sở hữu quyển sách này á các anh chị. Và chúng ta sẽ có thể sở hữu quyển sách này ở Expo của công ty Amway tại SECC, có khoảng tầm hơn 40.000 người tham dự. Đặc biệt chúng ta có rất nhiều chương trình trải nghiệm và bốc thăm trúng thưởng. Chúng ta sẽ có một phần bốc thăm may mắn, trúng thưởng máy lọc không khí siêu phẩm Atmosphere Mini, một siêu phẩm mà Amway vừa mới ra mắt ở thị trường. Hơn 3.000 cái máy lọc không khí được bán trong vòng 15 phút. Quá là tuyệt vời đó không nào. Phần triển lãm của chúng ta sẽ diễn ra ngày 4 và ngày 5, duy nhất 2 ngày tại SECC quận 7. Hãy cùng với Đại Hiền, cùng với tất cả các nhà phân phối của công ty Amway, cùng với tất cả các lãnh đạo của Amway có mặt tại Expo để chúng ta cùng sở hữu quyển sách cực kỳ quý giá này nha các anh chị. Các anh chị hãy dẫn đoàn đội của mình đến nhé. Các bạn hãy cố gắng và mời rất là nhiều người đến tham dự cùng với cái buổi triển lãm đó ạ. Nhất định phải có mặt ngày 4, 5 tháng 11 tại Trung tâm Triển lãm Sài Gòn. Là chúng ta sẽ cùng thành công với Amway và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trên đỉnh cao của thành công Amway. Các bạn ơi, hãy sắp xếp thời gian tham gia cùng chúng tôi nhé. Hẹn gặp các anh chị tại Expo tháng 11 này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn tại Expo. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị. Hẹn gặp mọi người ở Expo.